Sự kiện Diêm Vương gọi tên trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp khiến nhiều người sởn da gà. Đập Tam Hiệp là một công trình lớn của Trung Quốc. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng, nhiều chuyên gia phong thủy đã kịch liệt phản đối, bởi công trình này hoàn thành đồng nghĩa với việc phong thủy hàng nghìn năm của Trung Quốc đã bị phá bỏ. Tương truyền, sông Dương Tử chính là long mạch của dân tộc Trung Hoa, là nơi sinh sống của loài rồng, vậy nên không thể dễ dàng xây dựng bất cứ công trình gì. Bỏ ngoài tai mọi lời phản đối, nhà thầu là những người theo chủ nghĩa vô thần, nên họ chỉ bắt đầu làm việc của mình. Tuy nhiên, ngay khi công trình được khởi công, những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ lần lượt xảy ra. Rốt cuộc, công việc xây dựng con đập này đã phạm phải điều cấm kỵ gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Công trình cắt đứt huyết mạch dân tộc Hoa Hạ. Chúng ta đều biết, long mạch ám chỉ những ngọn núi trùng trùng nối tiếp nhau, khiến địa hình trông giống như một con rồng nếu nhìn từ trên cao. Hệ thống long mạch ở Trung Quốc chủ yếu có nguồn gốc từ dãy núi Côn Lôn, kéo dài từ phía Bắc đến dãy núi Kỳ Liên, sau đó rẽ vào dãy núi Đại Tiểu Hưng An Lĩnh và kết thúc ở dãy Trường Bạch, giáp biên giới với Triều Tiên. Vậy nên, khu vực long mạch giáp biển có tổng chiều dài đến 2.500 km, cùng diện tích hơn 500.000 m2. Núi Côn Lôn được xem là nơi định hình lịch sử của Trung Quốc, là nguồn gốc của long mạch, bởi tất cả các ngọn núi lớn đều xuất phát tại đây. Một điều đặc biệt khác là dãy Côn Lôn đã có lịch sử lâu đời, và dù ở triều đại nào thì địa vị quan trọng của dãy núi này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Từ xa xưa, hai con sông lớn là Dương Tử và Hoàng Hà cũng được xem là huyết mạch của Trung Quốc, vì hầu hết các triều đại cổ xưa đều được thành lập trên lưu vực hai con sông lớn này, đặc biệt là sông Dương Tử, do long mạch chảy qua nơi đây xuất phát từ dãy Côn Lôn. Tuy vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định bỏ ra một số tiền khổng lồ và thời gian gần 12 năm để xây dựng đập Tam Hiệp, con đập vô cùng nổi tiếng cả thế giới. Từ năm 1994 đến năm 2006, con đập này dài 2.335 m, cao 185 m và mực nước trong hồ chứa bình thường có thể cao tới 175 m. Ngoài ra, đập Tam Hiệp còn lắp đặt 32 tổ máy thủy điện với công suất 700.000 MW. Điều này có nghĩa là tổng công suất phát điện của đập Tam Hiệp có thể đạt 22,4 triệu kW. Vì thế nơi đây được mệnh danh là nhà máy thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Khả năng vận chuyển của đập Tam Hiệp cũng rất đáng kinh ngạc. Khối lượng vận chuyển lên đến 30.000 tấn cùng một lúc. Đây được xem là tuyến đường thủy chính của Trung Quốc. Nếu xét về công dụng thì đây chính là một công trình tuyệt vời. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp vẫn là cái gai trong mắt của nhiều người, bởi công trình này đã phá hủy hoàn toàn long mạch của quốc gia này. Người Trung Quốc từ xưa đến nay rất coi trọng địa lý và phong thủy. Thông thường những sự kiện quan trọng như lễ tân gia, hỷ sự, tang sự, vân vân, họ luôn nhờ các bậc thầy phong thủy đến xem ngày rồi mới tiến hành. Vậy nên khi chuẩn bị khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nhiều thầy phong thủy cũng được mời đến và họ đều có chung một câu trả lời rằng việc xây dựng con đập là đang cắt đứt huyết mạch của rồng. Xét theo góc độ phong thủy thì phía nam sông Dương Tử là cảnh môn. Đây chính là vùng đất vàng đã mang lại sự phát triển kinh tế cho Trung Quốc. Vậy nên, sông Dương Tử thậm chí còn quan trọng hơn sông Hoàng Hà, nên càng cần phải được bảo vệ tốt hơn. Nhưng đập Tam Hiệp nằm ngang sông Dương Tử đã vô tình hủy hoại toàn bộ phong thủy bảo địa nơi này. Hai sự kiện siêu nhiên kỳ lạ. Thực tế, ngay từ khi bắt đầu xây dựng, đã có hai hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ xảy ra, khiến những người đã từng chứng kiến đều cảm thấy kinh hoàng khi nhắc đến. Vào năm 1918, sáng kiến xây đập đã được đề xuất đầu tiên bởi Tôn Trung Sơn. Vì dự án này thực sự quá lớn, nên ngay cả khi Trung Quốc nhận được sự hợp tác với Hoa Kỳ, cũng rất khó để xây dựng một công trình vĩ đại như vậy. Có lúc dự án đã buộc phải dừng, nhưng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, nhà nước đã tiến hành cuộc khảo sát quy mô lớn hơn về đập Tam Hiệp, mong muốn tiếp tục dự án. Khi mọi việc sơ bộ đã sẵn sàng, ngày xây dựng cuối cùng cũng được ấn định vào năm 1994, lại có hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra. Từ lâu, khu vực này được người dân truyền tai nhau rằng dưới đập Tam Hiệp có một con rắn bị phong ấn hàng trăm năm. Trùng hợp là việc xây dựng bắt đầu, có người thực sự đã tìm thấy một ổ rắn kỳ lạ, trên thân có vằn trông không giống như một con rắn bình thường. Nhiều người dân lúc đó sợ rằng nó sẽ tấn công người, thế là họ lấy một cây gậy và cố xua nó đi. Nhưng không ai có thể ngờ rằng con rắn này lại nằm yên bất động. Có vẻ như nó đang ngủ đông và không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Sau đó các chuyên gia đã xác định rằng đây là một loài rắn biến điện, nhưng số lượng nhiều như thế này trông thật đáng sợ. Vì sự an toàn của người dân nên họ đã mang nó đến nơi ở mới thích hợp hơn. Một hiện tượng khác kỳ lạ hơn chính là vào một đêm nọ, nhà thầu xây dựng đập Tam Hiệp đã mơ thấy mình đang ở trong điện Diêm Vương.
Lúc đó có một phán quan đã nói rằng nếu ông dám xả nước thì tên của ông sẽ lập tức được viết vào sổ sinh tử. Khi giật mình tỉnh giấc, nhà thầu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nên ngày hôm sau, ông lập tức báo cáo sự việc lên lãnh đạo. Sau khi nghe điều này, người lãnh đạo hoàn toàn không tin và cho rằng ông ta đang kiếm cớ vì không muốn bắt đầu công việc. Kết quả là ngày đêm hôm sau, người lãnh đạo cũng nằm mơ thấy mình được Diêm Vương mời đến dặn dò rằng nếu thật sự muốn xả nước thì phải rời tượng phán quan và Diêm Vương ở nơi đó đi. Trước khi rời đi, người lãnh đạo còn nhẹ gật đầu đồng ý với Diêm Vương. Tuy nhiên sau đó khi xả nước, ông ấy đã quên mất lời dặn. Chỉ trong vài ngày sau đó, người lãnh đạo và nhà thầu lần lượt gặp chuyện, thậm chí qua đời mặc dù không có dấu hiệu bệnh nào trước đó. Mãi cho đến sau này, nguyên nhân cụ thể về cái chết của hai người họ vẫn không được công bố. Sự việc được lan truyền rộng rãi khiến nhiều người dân Trung Quốc không khỏi hoảng sợ. Chuyên gia bảo tồn nguồn nước nổi tiếng Trung Quốc lúc bấy giờ là Hoàng Vạn Lý đã nhiều lần viết thư gửi lãnh đạo để lý giải về sự nguy hiểm của đập Tam Hiệp, yêu cầu họ xem xét lại, nhưng đây lại bị cho là những lời phiến diện. Thậm chí họ còn ra sức chèn ép và đàn áp Hoàng Vạn Lý cùng những chuyên gia khác. Cho đến nay, sự thật về vô số những hiện tượng kỳ lạ khi xây dựng đập Tam Hiệp vẫn còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng vẫn chưa ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Có ý kiến cho rằng con rắn lạ xuất hiện ở đập Tam Hiệp có lẽ là do môi trường địa lý khu vực này vẫn chưa được khám phá hoàn toàn. Đập Tam Hiệp có điểm gì đặc biệt mà phải mất tới 12 năm để hoàn thành việc xây dựng, chưa kể đến thời gian khảo sát từ những năm 1990. Trong gần 17 năm, kể từ khi công trình được quyết định đến khi hoàn thành, đã không ngừng chịu đựng sự chỉ trích bởi xét về khía cạnh địa chất. Sau khi xây dựng xong con đập, một vùng đất rộng lớn ở thượng nguồn có nguy cơ bị ngập lụt. Sự ổn định chung của khu vực cũng đã trở thành một vấn đề lớn. Là một trong những dự án lớn của Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã tạo ra những lợi ích kinh tế và xã hội. Mục đích chính của việc xây dựng con đập là để kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử, tạo môi trường phát triển tốt cho các ngành công nghiệp hạ nguồn. Bởi mỗi khi vào mùa lũ, lượng nước từ sông Dương Tử đổ về quá nhiều, khiến người dân phải gánh thiệt hại nặng nề. Sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, tất cả những vấn đề này đã được giải quyết vì nhà máy thủy điện Tam Hiệp có sức chứa rất lớn, có thể tích trữ một lượng lớn nước sông nhằm kiểm soát tổng lượng nước của sông Dương Tử thông qua điều tiết và giảm áp lực kiểm soát lũ cho hạ lưu. Trước khi lũ lụt ập đến, đập Tam Hiệp sẽ giải phóng trước một số không gian để duy trì mực nước sông Dương Tử chảy về hạ lưu nhằm hạn chế nguy cơ lũ lụt. Ngoài ra, đập còn có thể điều tiết lượng nước thượng nguồn để đảm bảo mực nước hạ lưu không vượt tiêu chuẩn. Sau khi lũ đi qua, đập Tam Hiệp sẽ tích trữ một lượng lớn nước sông trong mùa khô để cung cấp đủ nước cho hạ lưu. Vì vậy, công trình này thực sự mang lại rất nhiều lợi ích, nhất là dễ dàng tạo ảnh hưởng đối với những quốc gia phía hạ nguồn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đập Tam Hiệp nên sớm được phá bỏ, chỉ bằng việc mở tất cả các cửa để dòng nước sông Dương Tử được chảy tự do. Điều này giúp long mạch của Trung Quốc được nối liền nhằm để giải quyết các thảm họa thời tiết xảy ra tại đất nước này trong thời gian gần đây. Bởi người xưa quan niệm rằng thiên nhiên là bất khả chiến bại, con người chỉ có thể thích ứng với tự nhiên. Long mạch không phải là nơi có thể tùy tiện thay đổi, nếu không sẽ mang đến tai họa cho nhân loại. Điều này làm cho người ta nghĩ đến hàng loạt rủi ro tiềm ẩn như đập Bản Kiều vào năm 1975 mà Tâm Linh Cuộc Sống đã từng nhắc đến trước đây. Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Đừng quên bình luận bên dưới để mọi người cùng biết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.